Trước có bác nào hỏi à, Loa Cái vỏ loa thì đây Em Tuấn còn một đôi này nhé À đôi vỏ loa này thì báo cáo các bác là Đây Đôi vỏ loa này là phía sau kho đấy Đấy bác nào à, mua thì em à, Tuấn à, Để kỷ niệm đầu năm cho Còn một đôi này thôi Đôi loại to này Loại này lắp bát 30 Có thể lắp tép ở đây Hoặc lắp kèn trên này Còn cái bệ kèn này Các bác không thích nhé Thì bác có thể nhấc như em Tuấn này, bỏ cái bệ này ra để em em lắp độ đấy, bỏ này đi, để bỏ được cái này. Nhớ bỏ đi thì cái thùng dưới và kèn dưới. Và dòng này thì em bên em chỉ chuyển hàng được cho bác ở ngoài phía Bắc thôi bác nhé Trong phía Nam nó quá nặng. Hai người khênh một chiếc thùng này e cổ bác ạ. Đấy, được chưa? Nên em Tuấn chỉ báo các bác như vậy đây, đây. Còn, Con này thì báo các bác đây. Ui, nặng một tay không đầy rồi. Không phải đẩy được đâu bác ạ, kéo ngang này. Đấy nó không đơn giản ạ Nó to lắm Đấy Con này thiết kế phòng nhà bác là khủng Phòng nhà bác là khủng Lắp những con đôi loa này vào Nhìn nó hoành tráng Đẹp sang trọng Nói chung nó đẹp sang trọng hoành tráng Các bác có thể lắp củ bát 30 hoặc 40 phía sau Bên trong Với nằm ở trong nó ót ra Lắp tép vào đây Đấy Nếu cần lắp cả con này cứ để con này Những cái kèn này nó là kèn tre Kèn tre Thì các bác có thể lắp chung tép vào đây cũng được Không nhức ra Đấy, vì để nó phẳng nó đẹp à, Con này trên kênh trước em báo đây là mà giá 13 triệu 9 Bụi bác nhé Bụi này Giá là 13 triệu 9 à, Đầu xuân vừa bán vừa tặng cho các bác đấy à, Trung bình thì hôm trước em nói từ Từ 3 đến từ 500 đến 5 triệu đấy Nhưng đôi loa này Thì nó rất là nặng Nên là bán cho các bác ở phía ngoài Phía nam em không nhận được bác nhé thông cảm Có một số bác phía nam hôm trước hỏi bó tay Chuyển nó đóng con này đi vào phía nam Các bác không chuyển được bác ơi vận chuyển lên xe tải thì được nó nặng lắm xe khách không thể nhét được vào mà chỉ có cách đưa xe tải thôi đấy do vậy mà em Tuấn sẽ tặng cho bác xem nào 13 triệu 8 tặng các bác 5 triệu đi 5 triệu tặng các bác 5 triệu 9 đi thì còn lại là 8 triệu đúng không còn lại 8 triệu chú bác là... lấy 7 triệu 9 đi thần tài đi 7 triệu 9 nhá lấy bác 7 triệu 9 thần tài đôi uh, chóa này vừa bán vừa tặng là mới nhá Đấy cho nó gọn để cho nhà em gọn em còn để đồ nữa mà rồi kho nó gọn đi nhé không nó chật lắm gọn đi để đồ nha bác nhá để bác tám bảy triệu chín nhá thần tài số thần tài đấy bác nào à, có nhu cầu rước em nó về và đôi này thì báo cáo các bác em không bán trong uh, phía nam được các bác thông cảm nó quá nặng em tuấn không truyền được thông cảm nói thế hết sức thông cảm luôn nhá để cho các bác mức giá bảy triệu chín số thần tài Em thích chọn những cái số nó đẹp cho các bác thôi Mặc dù là 8 triệu nó thêm cho em 100 nghìn Nhưng mà em không thích số đấy Em vì cũng... ừ, em cho các bác em mừng tuổi Mới tặng các bác vài triệu được Thì không tiếc gì 100 Thích số thần tài Nhá Loa rất là đẹp Chắc chắn Rồi em chào các bác